rồi, các dự án cứ nối tiếp nhau. Vậy thì sau 10 năm đó, cùng nhớ lại một lời hứa với lá thư nhòe mực của các tiến sĩ với mối tình ngày xưa. Nhận thức được sự thật chỉ có một, trong tình hình trẻ con với trí tuệ người lớn đó chính là Thám tử lực danh Conan. Lá thư mà bác cần tìm nó ra sao vậy bác? Thì nó chỉ là một lá thư nhỏ giống tấm bưu thiếp đặt trong phong bì thôi. Vậy sao tìm ra? Giúp bác ấy tìm đi các cậu. Mà trong bức thư đó viết cái gì vậy bác tiến sĩ? Không có gì, thiệp mời đám cưới của con trai ông bạn tiến sĩ mà bác quen thôi hả? Bác nhớ là lúc người ta gửi cho bác trong đó có kèm theo giấy trả lời nữa, nên bác phải tìm ra để trả lời trước ngày mai. Bác tiến sĩ à, lá thư quan trọng như vậy thì bác phải cất giữ cẩn thận chứ. Đúng rồi đó bác. Các cậu đừng ở đó càm ràm nữa có được không? Căn nhà của bác tiến sĩ vừa bộn như vậy là do tối hôm qua các cậu tới chơi điện tử rồi bày biện lung tung, là bây giờ kiếm đồ khó hơn chứ gì. Cậu nhắc mình mới nhớ ha. Mà nè, sao hôm nay nhìn cậu buồn ngủ vậy hả hai ba ra? Cứ kệ mình đi. Phải rồi, do tối qua chơi khuya mà sáng nay phải dậy sớm, lén lén lúc lúc tới trường gia Dương Mi để xem tình hình của mấy con thỏ chứ gì. Nhưng sao cậu biết được chị Conan? Cậu theo dõi tụi mình sao? Không phải đâu, tại lá có cây rễ quạt còn dính trên tóc của hai cậu kìa. Vì mình để ý có một chuồng nuôi thỏ gần hàng cây rễ quạt đằng sau trường của chúng ta đó, mà khu vực này chỉ có chỗ đó là có cây rễ quạt mà thôi. Hơn nữa, không phải do hai cậu nghe các bạn trong trường nói mấy ngày nay thỏ con không được khỏe hay sao? Cậu giỏi quá con Anh à. Được rồi, cậu mong giúp bác tiến sĩ tìm ra lá thư quan trọng đó đi, ngài thám tử à. Để mình nhớ coi, mình nhớ thói quen của bác tiến sĩ sau mỗi lần đọc thư sẽ là bác ấy hay để lại thư trên TV, vậy nên mình nghĩ nên tới chỗ đó để tìm thử. Thì chắc mấy cậu tìm rồi hả? Mình thấy ở trong này có nhiều thư lắm nè, nhìn đi, quá trời thư luôn cậu coi nè. Xem lại coi có không. Mình cứ nghĩ mấy cậu ấy tìm chỗ đó đầu tiên rồi chứ. Mà chưa chắc trong đống thư này có lá thư đó đâu. Để mình coi, thì mừng năm mới nè, thì hỏi thăm sức khỏe nè. Nè bác, tối thông báo hết hàng bằng lái xe mà bác cũng giữ lại sao? Thì ra tất cả rất ở đó hả? Mấy lá thư này bác tưởng mình làm mất hết rồi chứ. Lá thư đó, nét chữ dễ thương quá. Nhìn rất giống kiểu viết của học sinh. Mình tìm được rồi nè. Cậu thấy rồi hả? Bác tiến sĩ à, đây nè bác. Bác tiến sĩ ơi. Bác tiến sĩ ơi, bác tìm thấy điều gì rồi hả bác? Là lá thư có chữ viết rất dễ thương. Bác tiến sĩ ơi, không lẽ đó là một bức thư tình? Không phải, đây chỉ là bức thư bình thường của bạn bác viết cho bác hồi còn nhỏ thôi. Chà, chắc là cũng hơn 40 năm rồi đó mấy đứa. 40 năm lần hả bác? Nếu là 40 năm thì tức là bức thư này được gửi cho bác lúc bác đang học lớp 6 rồi. Đúng vậy, tuy cũng lâu rồi nhưng bác vẫn còn nhớ đó là ngày đầu đi học trở lại sau nghỉ hè. Đó là ngày đầu tuần cho nó được kẹt xe, đã vậy bác còn quên để báo thức chị trễ nữa chứ. Bác đang chạy thật nhanh thì nhìn thấy một cô bé lớp dưới có vẻ sợ hãi đang đứng phía trước mặt. Bác còn nhớ khuôn mặt cô bé đó rất xinh, mắt thì to tròn long lanh, đôi một chiếc nóng dành nhìn dễ thương vô cùng. Bác tới gần thì mới biết có lẽ do sợ con chó đang sủa đằng trước nên cô bé không dám bước qua. Mà cũng đúng thôi, vì lúc đó con chó của nhà bà Noi nổi tiếng là hung dữ và có lần còn xông ra cắn người đi đường nữa. Cô bé cứ núp sau lưng bác rồi đi qua, thấy cô bé sợ tới phát khóc luôn nên khi qua được con chó đó, bác có đứng lại hỏi thăm mấy câu. Cô bé kể với bác hồi xưa đi chơi có lần bị chó dại cắn nên kể từ đó trở đi cô bé rất ghét các loài động vật, đặc biệt là chó. Vậy hả bác? Sau khi nghe xong câu chuyện, bác thấy cô bé đó thật sự rất đáng thương nên bác mới dẫn cô bé tới chỗ của ông Cho Uno để cô bé chơi với mấy con chuột lang ở đó. Lúc mới tiếp xúc, cô bé cũng sợ chuột lắm, nhưng lũ chuột ở đó cũng thân thiện cho nên cô bé dần dần quen với chúng. Vậy là 2 tháng sau, từ một người ghét động vật, cô bé trở lại yêu thích chúng và cũng không còn sợ con chó giữ nhà bà Noi mỗi khi phải đi ngang qua khúc đường đó nữa. Vậy bác tiến sĩ à, có phải là ngày nào bác cũng đi học chung với bác ấy hết phải không bác? Thật ra là bác chỉ đi chung với cô bé trong mùa thu đó thôi. Tại sao chỉ trong mùa thu thôi vậy bác? Chuyện là vậy, trong một ngày mưa bất chợt của tháng 11, bác vẫn như thói quen ngày nào cũng vậy, đứng ngay khúc đường của nhà bà Noi đợi cô bé đó tới rồi đi học chung. Nhưng bác cứ đứng đợi hoài mà không thấy cô bé tới. Bác cứ nghĩ là hôm đó cô bé bị bệnh nên sau khi tan học, bác liền ghé qua nhà của cô bé để hỏi thăm. Rồi bác vô tình gặp một người hàng xóm nói là gia đình của cô bé sáng nay đã dọn đi rồi. Cái gì? Bác ấy dọn đi rồi hả bác? Nhưng sao bác ấy không nói trước với bác vậy? Đáng lẽ phải gặp nhau rồi nói lời tạm biệt này nọ. Không phải như vậy đâu. Chắc là nhiều khi rất muốn nói nhưng lại sợ gặp rồi không nói được.
Nói lời tạm biệt thực sự nghĩ thì dễ nhưng lại rất khó thực hiện, đặc biệt là khi trong lòng không muốn. Không phải chứ Hai Ba Na. Nhưng dù sao thì cũng không nên lẳng lặng rời đi mà không nói một lời nào như vậy. Mình thấy bác ấy quá tàn nhẫn. Ơi mấy đứa à, thật ra thì bác có nhận được lời cảm ơn từ cô bé. Cũng ngày hôm đó khi bác về nhà kiểm tra lại hòm thư của mình thì bác thấy bức thư này nè. Nhưng lạ là tấm mưu thiếp này tại sao không có tem vậy chứ? Có thể là bức thư này do bác ấy tự bỏ vào hòm thư nhà của bác tiến sĩ trước khi rời đi đó. Vậy hả? Trong đó chứ cái gì vậy cô Nan? Rất cảm ơn anh vì 3 tháng vừa qua em cảm thấy rất hạnh phúc khi được quen biết với anh Agasa. Em không thích nói tạm biệt, nên hãy gặp lại nhau nha. Hẹn gặp lại anh vào 10 năm sau, lúc mặt trời vừa lặn. Hãy gặp em tại nơi có những kỷ niệm của hai đứa. Nếu không gặp được thì hẹn tiếp 10 năm sau nữa. Dù em có già đi thì em vẫn muốn gặp lại anh. Hy vọng là 10 năm sau được nhìn thấy anh tại chỗ hẹn. Thân gửi Agasa, người bạn cực kỳ tốt bụng của em. Tái bút ngày 24 tháng 11 tại lớp 4A Kinoshita. Chữ cuối bị nhòe rồi nên mình không đọc ra. Có lẽ khi cô bé để nó vào hộp thư bị dính quên nên nét chữ có mấy chỗ bị nhòe. Rồi sao nữa bác tiến sĩ? 10 năm sau bác có gặp lại bác ấy không? Ê, không được đâu. Vấn đề là bác không biết nơi chứa kỷ niệm là chỗ nào hết. Bác ơi, nhưng mà trong thư kia là 24 tháng 11 có đúng vậy không? Vậy tức là hôm nay rồi. Đúng rồi ha, hôm nay lại tròn 40 năm sau nữa chứ. Biết đâu được, bác ấy vẫn còn nhớ lời hẹn. Không chừng bác ấy vẫn còn đợi bác tiến sĩ tại chỗ hẹn đó. Nhưng vấn đề là bác tiến sĩ của tụi mình lại không nhớ nổi địa điểm người ta hẹn kìa. Bác xin lỗi, bác không nhớ thiệt mà. Chán ghê. Bác tiến sĩ của chúng ta lúc nào cũng quên mấy thứ quan trọng như vậy hết, biết làm sao vậy? Nè, cái chỗ kỷ niệm đó có phải là khúc đường chỗ nhà của bà có cái con chó dữ dữ không? Đúng rồi ha, hai người gặp nhau lần đầu tiên ở đó mà. Thiệt ra thì 10 năm sau bác cũng đã tới chỗ đó nhưng đợi cả ngày vẫn không thấy ai tới hết, cho nên bác nghĩ chắc không phải là chỗ đó đâu. Bác tiến sĩ à, vậy có phải là nhà của người nuôi chuột lai không bác? 20 năm sau bác cũng đã tới nhà của ông ta, bác còn ngủ lại một đêm để đợi cô bé. Nhưng mà sáng ngày hôm sau bác vẫn không thấy ai tới hết. Nhưng nếu không phải hai chỗ đó thì còn là ở đâu được chứ? Bác tiến sĩ cũng không nhận được thêm lá thư nào luôn phải không bác? Địa chỉ đó là nhà của cha mẹ bác, nhưng họ đã chuyển về quê lâu rồi nên đó không còn là địa chỉ nhà bác nữa. Nhưng mà tại sao lúc đó bác không chủ động gửi thư cho người ta chứ? Bác không có biết tên, cũng không biết địa chỉ thì làm sao gửi được đây cho anh ta? Cái gì? Bác cũng không biết tên của bác ấy. Dễ mà, bác cứ tới hỏi người trong trường tiểu học, nhờ họ ra tên là được thôi. Thì bác cũng tính làm như cô Nam vừa nói, nhưng bác lại nghĩ thế nào 10 năm sau cũng gặp lại thôi, cho nên bác không ra tên. Phải rồi, ngày xưa bác học ở trường tiểu học Tây Tân có đúng không bác tiến sĩ? Được rồi, vậy cứ gọi hỏi thử xem sao. Đúng. Nhưng mà ngày hôm nay là chủ nhật đó em ta, mình nghĩ chắc không còn ai trực ở trường giờ này đâu ha. Không chỉ vậy, cho dù bây giờ chúng ta có biết được tên và địa chỉ, hay may mắn hơn là bác tiến sĩ liên lạc được với bác ấy đi chăng nữa, thì biết đâu được lại làm cho người ta bị tổn thương hơn thì sao? Khi làm như vậy, chúng ta sẽ vô tình cho bác ấy biết chuyện bác tiến sĩ không biết gì về người ta hết. Đã vậy, quả chúng ta còn không nhớ nổi nơi chứa những kỷ niệm của hai người nữa, để người ta phải 40 năm chờ đợi. Nhưng bác cũng cố gắng làm rồi mà. Nhưng mà thực ra thì suy nghĩ của mình chỉ đúng trong trường hợp ngày hôm nay bác ấy vẫn đứng đợi chỗ hẹn của hai người mà thôi. Vậy thì các cậu à, chúng ta hãy cùng giúp bác tiến sĩ nhớ ra chỗ đó để bác tiến sĩ ta gặp trực tiếp bác ấy đi. Nhưng mà mấy đứa ơi, dù sao thì chuyện cũng đã qua hơn 40 năm rồi, bây giờ bác không thể nhớ lại nổi nữa đâu. Không sao, cháu thấy có đầu mối đây nè. Hả? Đầu mối gì vậy hả cô Nan? Là ở đây, không phải ngay dưới tên của bác tiến sĩ có một dòng chữ số hay sao? Mình đoán rất có thể đây là mật mã chỉ ra chỗ hẹn mà bác ấy muốn bác tiến sĩ giải ra đó. À, mình thấy rồi. Nhưng tại sao lại nhiều số như vậy chứ? Cái gì mà 4163360, số cách, số dính liền, không hiểu gì hết trơn. Nhưng dãy số này có liên quan gì tới gợi ý là động vật chứ? Nè, bác tiến sĩ à, gợi ý đó là gì vậy bác? Bác ấy không biết đâu, nếu biết là đã gặp người ta rồi. Bác biết lỗi rồi mà. Nhưng mà, chắc con anh biết ha. Không, cái này mình cũng chịu thôi. Làm sao đây? Nè, theo nội dung lá thư, bác ấy nói là chỉ đợi tới khi mặt trời lặn thôi đúng không? Vậy tức là chiều tối còn 4 tiếng nữa thôi đó. Tới nước này rồi thì mình nghĩ chỉ còn cách duy nhất là nhờ bác thám tử Kogoro giúp chúng ta giải mật mã về chỗ hẹn này thôi. Không được đâu, bác ấy đi xem buổi hòa nhạc của Okino Yoko và Nakayama Misa ở Okinawa rồi nên không có ở nhà đâu. Cái gì? Misa? Hả? Bác nhớ lại được gì sao bác tiến sĩ? Hình như đó là tên Kinoshita thì phải, bác chỉ nhớ mang máng vậy thôi chứ không thể nhớ chính xác được. Michihiko, nếu bác Kogoro không thể giúp được chúng ta, hay là bây giờ mình nhờ chị Sonoko giúp mình giải mật mã này đi, cậu thấy sao hả? Cũng được đó Genta, chị ấy vừa khoe với bọn mình là mới giải được vụ án lớn trong thành phố mà. Nhưng chị Sonoko cũng không có ở nhà đâu. Hả? Từ sáng chị ấy đi với chị Ran tới cửa hàng đồ hiệu siêu khuyến mãi hôm nay rồi, nhiều khi giờ vẫn còn đang xếp hàng chờ mua cũng nên. Mình mà không giải được mật mã thì hai người đó sao có thể chứ? Cửa hàng đồ hiệu mà cậu nói có phải chỗ mới khai trương, bán mẫu mới nhất do Fusa Campbell thiết kế không? Fusa E, nghe quen quá, hay là cô bé đó tên là Fusa E ta? Từ từ nha, nhà Misa E, không phải vậy đâu, hay là Fusa cô ta? Nhắc tới đồ hiệu là mình nhớ tới cái tố hình chiếc lá, nó có đẹp gì đâu mà mắc tiền quá trời, thấy cũng bình thường thôi mà. Do đó hình của lá cây rẻ quạt là biểu tượng của thời trang Fusa E. Nhưng thương hiệu thời trang đó không chỉ toàn món đồ đắt đỏ không đâu, phân khúc người dùng rất đa dạng, có những sản phẩm đẹp mà giá lại phải chăng dành riêng cho một số lượng sinh viên. Số lượng sao? Cho mình xem giấy con Na nè. Mà có chuyện gì hả Ayumi? Nè, có khi nào những con số này là muốn ám chỉ tới tổng số lượng của các loài động vật có trong trường của mình hay không các cậu? Thì nè, trường mình có nuôi tổng cộng 6 con thỏ, và nếu như cậu để ý thì ở trường còn có nuôi thêm gà, chim bồ câu và chim sẻ nữa, tổng cộng 3 loài trùng hợp là 33 con đó. Còn số không thì sao? Có thể là ám chỉ chú rùa nhiều tuổi rồi chết trong mùa hè năm rồi. Không phải vậy đâu Ayumi, bởi vì thời bác còn học á, con rùa đó chỉ vừa mới được chuyển tới trường thôi mà. Ngoài rùa ra thì lúc đó trường chỉ mới có vài con gà thôi, chứ không phải là một đàn gà lớn như bây giờ. Với lại còn dãy số 4163 nữa, đâu thể giải thích theo ý của cháu được. Đúng rồi ha. Này nè, công nhận mấy con rùa sống lâu thiệt, hơn 40 năm mới chịu chết luôn á. Không, con mà Ayumi nói là con thứ ba, mỗi lần có con nào chết, trường mình sẽ nhận một con mới từ vườn thú mà. Thật ra ý Genta nói cũng đúng. Bác còn nhớ người quản lý đầu tiên của vườn thú Tokyo là một cựu học sinh của trường Tây Tan, ông ta tên là Kobato Yoichiro. Ông ấy gửi rùa về trường không chỉ để phục vụ cho công tác giảng dạy mà còn vì mong muốn học sinh được sống khỏe sống lâu. Người ta nói rùa to còn thọ hơn 100 tuổi luôn. Bác tiến sĩ à, bác vừa mới nói cái gì vậy bác? Bác mới nói rùa sống lâu phải không? Không phải ý đó đâu, tụi cháu muốn hỏi là tên của người quản lý đầu tiên của vườn thú Tokyo đó bác. Ông ấy tên là Kobata. Ông Kobata Yoichiro. Yoichiro. Sang. Mình biết rồi. Trời đất ơi. Đừng có cười người ta. Thank you.
mấy đứa, đang nói với mấy đứa cô bé đó là người đầu tiên bắt hết vậy. Lỡ hết rồi còn gì. Nhưng mà các cậu à, cho dù đúng như các cậu nói, số 4163 là tên của ông Kubata Yojiro đi chăng nữa, thì các dãy số 336 và số 0 sau đó biết tính làm sao đây. Cậu nhận con gấu đốt này nhìn xinh xắn thiệt luôn. Đúng vậy. Mình muốn có một con như vậy quá. Nè, các cậu à. Nè, cậu hãy nhìn thử dãy số kia đi. Thấy không, là con số bên cạnh tên động vật trên bảng mô tả kia. Mình thấy rồi. Cái đó chỉ là để phân loại động vật theo từng khu vực thôi mà. Những con số này có vẻ được xếp ngẫu nhiên thì phải. Để chú chỉ cho. Mấy con số đó chính là thứ tự của các con thú được đưa vào giường đó các cháu à. Tức là gấu trúc là loài thứ 58 được người ta đưa vào giường thú này. Vậy chú cho cháu hỏi loài thứ 33 là con thú nào vậy chú? Chú không nhớ nữa, hình như là con lừa thì phải. Con lừa hả chú? À đúng rồi, đầu tiên ông Yoichiro ư đã đưa vào đây con vật thứ 33 là con lừa. Chính xác luôn. Nè, vẫn còn một con số không chưa giải ra nữa mà. Nhanh lên tới chỗ đó thôi. Đúng rồi. Mình thấy bọn nhóc suy luận cũng khá đó chứ. Chủng số 33, số 33, số 33. Một người phụ nữ là chuồng số 33 kìa. Con lừa. Đúng là một người phụ nữ. Đã tìm thấy rồi. Các cậu à, coi chừng không phải đâu. Thấy bác ấy rồi, tìm được rồi nè. Cái gì chứ? Bác ấy còn đợi nón dành nữa kìa. Chắc chắn đúng là người đó rồi. Được rồi, 33 nói chuyện với bác ấy thôi. Ê, khoan đã mấy đứa à. Dạ, chào bác. Hình như tôi có gặp bà rồi đúng không? Ôi chào ông Agasa đúng chứ? Chào bà, lâu quá không gặp bà. Cũng hơn 40 năm rồi chứ ít gì. Lâu không gặp, sân bay của ông càng ngày càng rộng ha. Thì bà đừng có nói như vậy mà. Vậy không lẽ là bác gái lớn tuổi này so với cô bé mắt tròn to ngày xưa cũng là hơn 40 năm không gặp. Chính là mối tình đầu tiên của bác tiến sĩ Agasa sao? Không có gì đâu, thật ra thì con người ta vẫn hay lý tưởng quá những kỷ niệm đẹp của mình mà. Nhưng chưa chắc đâu, người này hình như hơi lớn tuổi so với bác tiến sĩ. Theo như bác tiến sĩ kể lại là năm đó bác ấy đang học lớp 6, còn bác gái xinh đẹp đó đang học lớp 4 mà. Tức là bây giờ bác gái ấy cũng chỉ tầm 49 hay 50 tuổi thôi. Chắc là bác ấy trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống lắm. Có lẽ là vậy. Thôi tôi đi trước nha, hẹn gặp ông sau. Chào bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bác ơi, vậy là sao bác tiến sĩ? Bác ấy không phải là người bác muốn gặp không? Không phải đâu, đó chính là bà Noi đó các cháu. Cũng lâu rồi không gặp, bà ta chính là chủ của con chó dữ. Chỗ bác gặp cô bé mà bác kể mấy đứa nghe hồi chiều đó. Hồi tháng trước một con chó đời sau của con chó đó chết. Bà Noi thấy hơi buồn nên mới tới vườn thú xem cho đỡ nhớ thôi à. Vậy là không phải rồi. Mình nhầm người rồi. Hèn chi nhìn bác đó còn già hơn bác tiến sĩ của mình nữa. Nhưng mà cũng lạ ghê nha các cậu. Bây giờ mình mới sâu chuỗi lại toàn bộ manh mối và thấy rất khó hiểu. Nếu như số 4163 trong tấm thiệp là muốn ám chỉ tên của người quản lý đầu tiên của vườn thú, ông Kobata Yoichiro, số 33 chính là muốn ám chỉ loài thú thứ 33 có mặt tại vườn thú, còn số 6 nghĩa là con lừa, thì người đó chắc chắn phải ở đây đợi bác tiến sĩ chứ. Mình nói mà các cậu không chịu nghe, vẫn còn một con số không ở cuối dãy số nữa mà. Vậy rồi sao? Bác tiến sĩ có nhớ được thêm manh mối nào khác để tụi cháu tìm ra người đó không bác? Để bác nhớ lại coi. Ngoài khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, thích đội nón dành và có họ là Kinoshita thì cô bé đó. Bác nhớ rồi, cô bé đó đặc biệt rất thích chăm sóc mấy con gà trong trường. Còn nữa, hình như trên má có tàn nhang và bác thấy lúc nào cô bé nó cũng muốn đội nón dành rồi lấy tay gập xuống hai bên hết à. Đội nón thường xuyên. Chắc là vậy, chị bác đi thấy ngoài giờ không ra. Thì đi đâu hay làm gì cô bé nó cũng đội nón dành như vậy hết đó. Hay là trong chiếc nón của bác ấy có điều gì đó đặc biệt. Đừng có nói là bác ấy đặc tâm lắm nha. Không đâu, có thể là bác ấy xấu hổ vì một điều gì đó thôi. Được rồi, bây giờ tụi mình phải bắt đầu lại từ đầu, tìm ra lời giải cho mật mã để tới được chỗ hẹn. Đầu tiên là ông Yoichiro ư, số 4163 ám chỉ vườn thú Tokyo, nhưng còn những số sau 336 và không ám chỉ điều gì nữa chứ. Hả? Nè, có khi nào có ai muốn ám chỉ tới khu vực của con cú không? Không có phải đâu, nếu là con cú thì phải là dãy số 3329 nghe mới giống chứ. Sasarokuwa, Sasarokure, Sasamura. Chính là con sóc bay. Đúng là đúng, đó đáp án đúng là con sóc bay. Thì vẫn còn con số không mà, biết cách từ đâu đây? Không đâu, có thể đáp án là đúng như vậy đó. Thử nhìn lại lời nhắn trong lá thư đi. Bác ấy đã ghi rõ ràng là muốn hẹn gặp bác tiến sĩ trước khi mặt trời lặn, có đúng không? Trong khi đó, sóc bay là loài động vật đặc biệt chỉ thích hoạt động về ban đêm thôi. Cũng tức là không ai có thể nhìn thấy được loài động vật này vào ban ngày hết. Số lượng sóc bay mà chúng ta có thể nhìn thấy được trước khi mặt trời lặn là... Là không. Tức là sẽ không thấy được con nào hết. Nhưng mà theo quy định thì buổi tối vườn thú sẽ đóng cửa, sao chúng ta có thể xem được chúng chứ? Cậu thiệt tình á, không nhất thiết phải xem chúng vào buổi tối. Ở vườn thú sẽ có những khu vực đặc biệt dành cho thú sống về đêm, chúng ta chỉ cần tới đó xem là được rồi. Vậy thì hãy mau đi thôi. Đúng là đây rồi, nhiều động vật sống về đêm thiệt đó. Nhưng mà chỉ thấy toàn dơ với rắn thôi nên mình thấy hơi sợ một chút. Đúng vậy. Để mình coi ơi, khu sóc bay ở đâu. Mình thấy rồi nè, khu sóc bay ở đằng kia kìa. Bác tiến sĩ à, có một người phụ nữ kìa. Hình như là cô ấy đang đứng chờ một ai đó. Dù là cô ấy không đội nón nhưng rất có thể chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Bác ơi, 40 năm mới được gặp lại lần đó nha. Bác tiến sĩ hãy cố lên nha.